Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vào chương đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ update cho mọi người cái dự án trước đây mình có chia sẻ với mọi người ngày 5 tháng 11 2021. Mình có chia sẻ với mọi người dự án AeroS nhận 3.000 token sàn TT Swap nhé. Xin thông báo với mọi người là hiện nay token sàn này thì nó đã cho mọi người có thể rút về ví mọi người nhé, rút token về ví mọi người nhé. Tất cả mọi người tham gia hình như đều là nhận được 3.000 token sàn này nhé. Thì để rút được token này thì anh em xem lại video mọi người có hướng mọi mình hướng dẫn mọi người làm thì mọi người có tham gia dự án này không nhá. Sau đó mọi người sẽ vào Google hoặc là trình duyệt của mọi người sẽ đăng nhập vào cái link ở dưới phần mô tả cho mình. Ở đây mình sẽ đăng nhập lại cho mọi người xem này. TT Swap. Ok, sau khi mọi người đăng nhập thì nó sẽ ra chuyện như thế này. Khi mọi người vào đây thì nó sẽ có chữ là Join Now, mọi người bấm vào. Ở đây mọi người sẽ đăng nhập tài khoản nhé. Trước đây mọi người đã làm dự án này rồi thì bây giờ mọi người sẽ đăng nhập cho mình. Tích là tôi không vào cái máy. Sau đó bấm Continue. Ok, ở đây thì mã cấp mã 2FA thì mình vừa bật xong nhé. Mọi khi mọi người rút tiền mọi người cần phải bật mã 2FA nhé. 661227. Rồi. Đấy, đây là giao diện chính của của sàn nhé. Bây giờ mọi người sẽ vào đây. Bấm vào ba gạch này. Ở đây mọi người cần phải cài đặt cho mình, bấm vào profile. Ở cái dòng chữ Stud Foxto Austin Outen này nhá, mọi người cần bật cái mã 2FA này cho mình nhá. Tức là mã bảo vệ 2FA đấy. Mọi người sẽ bấm vào đây để mà bật này. Ở đây nó sẽ có chữ tức là cái chữ disassert best đấy, tức là chưa mọi người chưa cài đặt ấy thì mọi người sẽ bấm vào đây mà cài đặt mã 2FA cho mình. Sau đấy mọi người sẽ quay trở lại cho mình. Bấm vào ba gạch này. Bấm vào wallet. Sau khi vào đây thì mọi người sẽ thấy nhá, ở dưới dòng chữ wallet address này, chỗ này này, mọi người sẽ thấy là mọi người nhận được token ở chỗ này nhá, tức là bạn mọi người sẽ nhận được 3.000 token TTS ở chỗ này. Đấy, thì mọi người sẽ bấm vào withdraw này. Ở đây mọi người sẽ nhập, ở đây dòng này là nó hiện số lượng của mọi người nhận được này. Ở đây là TTS là mọi người sẽ nhập số lượng token của mọi người. Còn ở dưới này là địa chỉ ví của mọi người rút về nhá. Sau khi nhập xong thì mọi người bấm withdraw. Bấm withdraw thì mọi người sẽ nhập cái mã 2FA này cho mình nhá. Đây tức là mật khẩu này. Đấy, mật khẩu để rút tiền đấy. Mã bảo vệ ấy, mọi người sẽ bấm vào. Sau đó mọi người sẽ bấm withdraw là mọi người sẽ rút được tiền về nhé. Và minimum rút là 50 token TTS mọi người nhé. Đấy. Ở đây thì mình đã rút rồi nên mình không thể hướng dẫn mọi người thêm nhé. Bấm vào xem nào. Hình như đây là lịch sử đây. Đây lịch sử mình đã rút mọi người nhé. Đây. Đấy. Mình vừa rút xong thì đây token nó đã về ví của mình đó mọi người nhé. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Đây bây giờ mình sẽ vào ví nhá. Ở đây mọi người dùng trước đây mọi người dùng ví nào thì bây giờ mọi người rút vào ví đấy nhá. Video hướng dẫn dự án trước đây mình sẽ để phần mô tả cho mọi người nhé. Sau khi vào đây mọi người sẽ bấm vào ba gạch này, một là ví trust, hai là ví MetaMask, bấm vào. Sau đó mọi người sẽ bấm vào tìm ví này, nếu như không thấy thì mọi người sẽ bấm vào tự thêm có được tiền mã hóa này. Ok, sau đấy mọi người sẽ bấm vào đây, mọi người chọn mạng cho mình BSC. Sau đấy mọi người sẽ bấm chữ dán cho mình nhá. Rồi, thì lập tức các cái thông số ở đây nó sẽ hiển thị cho mọi người. Sẽ bấm chữ làm xong cho mình. Ok, đây thì token nó đã về ví mọi người nhá. Đấy, mọi người sẽ nhận được là 3.000 token TTS nhá. Hiện tại token này đó có list ở trên sàn PancakeSwap nhưng mà giá nó đang thấp nên anh em có thể bán hoặc không nhá. Giá hiện tại của nó rất khá thấp nên mình không bán mọi người nhá. Nên anh em có thể hold cũng được mà có thể bán, nếu cho bán thì slip mọi người cần phải để 0.5 hoặc lấy 1 thì bán nó không được bao nhiêu nên anh em không nên bỏ không nên bán nhá, nên anh em để sau này nếu token nó tăng giá thì anh em có thể bán nhá. Đấy, ok, thì vừa rồi mình có hướng dẫn mọi người là update cho mọi người dự án trước đây mình có chia sẻ là mọi người nhận được 3.000 token sàn TT Swap, hiện nay nó đã mở rút tiền rồi, anh em có thể kiểm. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.